vì những vụ chích đi sống lại ở Việt Nam gây xôn xao dư luận. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vin News. Việc cải tử hoàn sinh tưởng chừng như chỉ có trong những câu chuyện do người đời theo dịch. Thế nhưng, ngay tại Việt Nam đã ghi nhận nhiều trường hợp hy hữu sống lại một cách thần kỳ, khiến nhiều người kinh ngạc. Xin mời các bạn theo dõi. Người dân tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, ai cũng biết đến câu chuyện hy hữu lần đầu tiên xảy ra tại địa phương cách đây hơn 10 năm. Của ông Lưu Xuân Màu ngoài 80 tuổi, vốn bị xuất huyết dạ dày. Lâu dần, bệnh càng ngày trở nặng đến mức nôn ra máu, cơ thể suy kiệt, con cháu mới hốt hoảng đưa đi bệnh viện. Suốt thời gian dài, bệnh tình cụ vẫn không thuyên giảm, tình trạng chảy máu dạ dày ngày càng nặng, lượng máu mất quá lớn, không thể bù lại kịp để duy trì sự sống. Khi các bác sĩ chạy bệnh nhân về, cả gia đình cùng bà con lối xóm đã mỗi người một chân, một tay giúp chuẩn bị tang lễ. Nhưng ngày hôm sau, ngay vài phút trước giờ phát tang, nửa người cụ trước đó đang lạnh cứng, bỗng ấm dần. Chân tay ông cụ động đậy, hai mắt mở hấp háy, hơi thở dần mạnh hơn. Cứ thế, cụ dần tỉnh lại trong sự kinh ngạc của mọi người. Sau khi ngồi dậy, cụ Màu liền đòi ăn uống. Được con cái chăm sóc chu đáo, sức khỏe cụ hồi phục rất nhanh. Về sau, tất cả công việc nặng nhẹ trong gia đình hay phụ giúp con cháu, cụ đều có thể làm được. Cho đến nay, trường hợp hồi sinh xảy ra vẫn được nhiều người nhắc tới với vẻ thần bí khó hiểu. Anh Nguyễn Thanh Hùng, 37 tuổi, ngụ phường 2, được các bác sĩ chẩn đoán ung thư túi mật giai đoạn cuối. Có dấu hiệu di căn sang một số bộ phận khác trong cơ thể, rất khó qua khỏi. Dù đã hết lòng chạy chữa, nhưng vào một buổi chiều, mẹ anh Hùng thấy con nằm im không cử động. Tưởng con ngủ nên kéo chăn định đắp, thì phát hiện anh Hùng đã tắt thở từ bao giờ. Thấy vậy, mọi người xúm lại đưa thi thể anh Hùng lên bộ ván và che lại bằng một chiếc màn mỏng. Trên bụng đặt nải chuối, trên phía đầu đặt bát cơm, quả trứng vịt, chờ vợ bán hàng ở Vũng Tàu về nhìn mặt lần cuối. 6 tiếng sau, trong lúc cả gia đình đang ngồi bàn việc tang ma, thì bất ngờ em anh Hùng thấy tay anh trai mình động đậy. Dù sợ hãi, nhưng nghĩ mình nhầm nên em trai anh Hùng ngồi yên chưa dám nói với ai. Bất chợt anh Hùng ho mạnh, nải chuối trên bụng rơi xuống rồi đột nhiên ngồi phắt dậy, nhìn quanh và nói: "Cho tao xin điếu thuốc lào." Sự việc khiến tất thảy những người có mặt kinh hãi. Một số người bỏ chạy vì cho rằng thi thể anh Hùng bị ma nhập. Tuy nhiên, anh Hùng chỉ sống được khoảng một tháng nữa thì qua đời. Ở ấp Phú Tường, xã Phú Đức cũng có một trường hợp chết đi sống lại một cách kỳ bí. Anh Trần Hoàng Nam, 29 tuổi, làm nghề thợ hồ, là nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện. Theo lời kể, Nam đã chết và được khâm liệm, nhưng 2 ngày sau bỗng dưng bật nắp quan tài và tỉnh dậy. Khi đang sơn cửa, anh bị rơi từ tầng 3 xuống mái tôn của kho vật liệu xây dựng. Vài ngày sau, khi nhận thấy khả năng sống của con quá thấp và được sự đồng ý của bác sĩ, gia đình đưa Nam về quê. 23 giờ cùng ngày, anh về nhà, sức khỏe liên tục xấu đi. Tuy nhiên, đến 10 giờ 45 phút sáng ngày hôm sau, Nam bỗng dưng ngồi dậy trong sự kinh ngạc của gia đình và người thân, rồi bước xuống giường, đi rút nhang trên tất cả các bàn thờ trong nhà. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ nhấn like, share và subscribe để đón xem những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!